Em đi san xin kính chào tất cả các anh chị ạ Hôm nay là 17 tháng 6 Em tiếp tục lên chia sẻ một số dòng lan cát này Bờ rát có tại vườn nha em anh chị nhá Anh chị mình cùng theo dõi á Đầu video thì em sẽ lên này Đấy, một cái mặt bông hoa rất là xinh đẹp anh chị ơi Cái cây này gọi là cây cây chim công vàng nha anh chị nhá Hôm nay nó mới hé ngày đầu tiên Sau nó sẽ lên một màu vàng tuyền hết nha anh chị nhá Rất là xinh luôn Đó, cái cây này thì chậu rất là to Và siêu siêu dễ bông anh chị này Đấy, đã ra hoa này còn có nụ này cây em chia là cây hàng lá nha anh chị nhá cây em chia là cây hàng lá mà một chậu thì rất là nhiều thân như thế này anh chị này đấy đang tách nụ này rất là nhiều luôn đấy chậu nó cây này rất là trường cây và chậu rất là bự nha anh chị nhá đấy mã này em đặt là mã B 61 nha anh chị nhá em chia cho anh chị với giá là 130.000 ba mươi và dòng này rất là thơm đấy anh chị chậu rất là to luôn nhá đấy đó chậu cây rất đẹp luôn Giá báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển đấy chị nhá Phí vận chuyển một đơn hàng là 35.000 trên một đơn Anh chị lấy từ ba mã là Minh San đã hỗ trợ ship rồi Cái dòng này thì hoa thơm, cánh sáp, cánh nhựa rất là bền bông Nở lần rất là nhiều hoa đấy anh chị nhá Đây, 3, 4 bông luôn đấy anh chị Đấy, cái cây này nhá Và tiếp theo đến đây anh chị này Qua cho em một cái mặt bông hoa rất là xinh đẹp Cái cây này gọi là cây na... Cây này gọi là cây Nacon Pathom Silver anh chị nhá Đây, cái này trời mới mưa xong cây này hoa rất là đẹp, rất là xinh. Cái này thì nó thơm vào ban tối nha anh chị nhá. Cái bông hoa này rất là xinh đẹp đấy. Và một chậu em chia như thế này anh chị này. Cái này thì nó rất là siêng bông anh chị nhá. Lên mầm mới là cho hoa thôi. Đấy anh chị thấy không? Cái mầm mới đang lên này, lưỡi mèo nó đang lên này anh chị này. Đấy và tất cả đây là cây nó đã già năm rồi anh chị nhá. Đây hoa này. Đấy, thằng này thơm vào ban tối nha anh chị nhá. Một chậu như thế này. Đấy em chia mã này nhá Chỉ có 100 nghìn thôi Đấy em có đánh mã ở bên chám hình anh chị mình cũng theo dõi nhé. Cái này anh chị mà lên một chậu to á Nó chỉ cần có 4 năm cần hoa thôi Nó rực rỡ lắm anh chị Nhìn nó rất là đẹp luôn anh chị nhá Đó cái lưỡi này Cái lưỡi này nó rất là mê luôn anh chị này Đó nha Tiếp theo đây anh chị này, qua cho em một cái dòng hoa nữa, cái cây này gọi là cái cây chim bồ câu đấy anh chị, cái cây cát mini, cát laza mini anh chị nhá. Đây, đây này em còn ít nữa thôi. Và đây em anh chị có thấy không? Cái bộ rễ nó siêu khỏe luôn. Cái chậu này anh chị lên cho em mã A9 nha anh chị nhá. Đây em còn ít nữa thôi. Chậu nào cũng đẹp mà đang ra rễ rất là khỏe anh chị mình về sang chậu cho em nhá. Đây mầm ở bên dưới gốc này. Cây này cũng rất là siêng bông luôn anh chị ạ. Anh chị nhìn vào cái này những cái cần bông của những cái hướng trước này anh chị này. Đấy, nó đã ra hoa rồi. Đấy, rất là riêng hoa luôn, lên cho em mã này là mã A9, em chia cho anh chị với giá cũng chỉ có 100 nghìn một chậu thôi, đây anh chị thấy không cái cây nó rất là mập ú như thế này nói chung là ở dưới gốc á, dễ rất là khỏe luôn, về sang chậu là nó sẽ bám vào giá thẻ ngay luôn nha anh chị nhá em sẽ lên những cái dòng bờ rát trước nha anh chị ơi à rồi đây, cái cây này ôi này này vẫn có cây nó nở bông này cái thằng này thì hoa quanh năm nha anh chị nhá nói chung bờ rát thì chơi hoa quanh năm rồi và hoa thằng này thì tơm vào ban tối nha anh chị nhá Đấy, cây này gọi là cây Brazil xưa và bông hoa khá to đấy anh chị Và một chậu thì nó cũng nhiều thân lắm Đây, đấy, một chậu như thế này Đấy, em chia cho anh chị mã này nhá Anh chị lên mã này cho em là mã B55 anh chị nhá Chia cho anh chị với giá cũng chỉ có 100 nghìn thôi Chậu to lắm anh chị, chậu rất là to Cái cây này á, thì nó lên mèo lên nụ liên tục quanh năm luôn anh chị nhá Đấy, Brazil xưa Đấy, một chậu rất là to Nhiều cây thì đang lên lưỡi mèo lắm anh chị này Đấy, một chậu này anh chị lên một cái chậu phi 20 cho em, rất là đẹp luôn đấy. Và tiếp tới đây này. Rồi anh chị ơi, qua cho em một cái mặt hoa nữa, cái cây này gọi là cái cây cát mini. Đấy, len út nha anh chị nhá. Đấy, cái cây này thì hoa bông hoa chùm rất là xinh đẹp. Anh chị này. Đấy, cây rất là xanh, rất là khỏe luôn. Đó, một chậu em chia như thế này Anh chị lên mã này cho em cũng với giá chỉ có 100 nghìn một chậu thôi Cái này thì cực kỳ là siêng bông luôn Đấy, những cái mã này em chia cho anh chị rất là nhiều rồi Đó nhá, hoa rất là thơm luôn Cánh sáp, cánh nhựa bền bông lắm Len út nha anh chị nhá Đó, hoa xanh, họng sáp, cánh nhựa nha anh chị nhá Đấy Và đây là mặt bông dài đách Canary anh chị này Rất là xinh đẹp luôn anh chị Cái họng của nó xinh quá Đó, anh chị mình cùng ngắm ạ cái nở lần mấy bông luôn anh chị Và hoa quanh năm Nói chung là anh chị nào mà thích uh, chơi hoa quanh năm Mà bông hoa rất là xinh Thì chơi sang dòng Brad cho em này Đấy, một chậu em chia cũng khá là nhiều thân đấy anh chị nhá Lên cho em mã này là 100k luôn anh chị này Cũng là 100 nghìn nhá Đấy, cái mặt hoa rất là đẹp Đây, cây nền hammer nổ 4 này anh chị này Thơm lắm, thơm, rất là thơm luôn đấy Thơm đậm và thơm xa Hôm nay này, cái cánh hoa đây này, này anh chị này Đấy, đây, nó sẽ đậm nhạt Nó sẽ có đường đậm nhạt đây chị này rất là xinh luôn. Anh chị nào mà chưa có giống thì anh chị sưu tầm nha. đấy nên nô 4 với giá chỉ có 100.000 nghìn một chậu thôi. đấy cây nó nhỏ xíu như thế này đã ra hoa rồi anh chị này. đó chưa em chia cho anh chị là nên nô 2 thì cái cây nên nô 2 nó sẽ không cao như cái cây này đâu nha cây này nó chăm lực nó sẽ cao hơn đấy anh chị này. đấy rất là đậm, sắc nét, rất là đẹp luôn. đây tiếp theo đây anh chị này một trong những cái mặt bông hoa khá là xinh nữa. cây này gọi là cây madam nha anh chị nhá. đấy madam. đó xinh quá và nó thơm lắm anh chị nhá. Đấy, cái này cánh hoa nó còn lớn nữa Hôm nay nó nở là một ngày mưa chị ạ Mưa tầm tã luôn em ra nó đang nở xinh quá Ngày mai mà bông hoa nó nở căng Thì em sẽ mời anh chị nhà mình cùng ngắm anh chị nha Đấy, Mada rất là xinh đẹp Và cái lưỡi của nó anh chị thấy không Cái độ đậm, đậm của lưỡi này Rất là đẹp luôn Đó. Rồi, cây rung Napa pa này anh chị này Đấy, soi cam sau anh chị mình ngắm nó sẽ rõ hơn Sắc nét hơn Đấy, rung Napa, pa xinh quá Đó anh chị nha và đi tiếp tới đây anh chị này, sẽ sang cây luống này là cây thông sufan Gono 5, cây nào cũng đẹp hết anh chị nhé, đây này, anh chị có thể thấy này, cây nó rất là trường cây, nhiều cây đang lên lưỡi mèo lắm anh chị này, đấy, cây này thì anh chị uh, lên cho em mã L7 nha anh chị nhé, em sẽ chia cho anh chị với giá chỉ có 130.000 thôi, cây nó rất là trường cây và đây là cây tách xiết, cây nó già năm rồi anh chị nhé, đấy, đây anh chị thấy không, đó, cây như thế này anh chị nhá đấy. Rồi qua một dòng vàng nữa đi anh chị ơi Qua một dòng vàng nữa và cây nó cũng khá là to nhá Cây này gọi là cây vàng lý thông anh chị ạ Mấy hôm trước em cũng có rất là nhiều cây hoa nở đấy Đến hôm nay thì không còn cây nở nữa Cây này đã tàn bông rồi và một chậu như thế này em sẽ chia cho anh chị với giá là 130.000 một chậu anh chị nhé. Em sẽ nhặt những cái chậu to. Đấy, gửi tới anh chị nhà mình nhá Thấy cây nó thân lá nó to lắm anh chị ạ. Lá nó, đây, dáng lá nó ngửa ngửa này. Đấy, cây có đang có mèo này. Đấy, chậu khá to đấy anh chị. Đấy, chậu này to thân rất là to rất là mập luôn thân lá này đó nhá đấy mã này mã B 11 anh chị ạ mã B 11 cho em nhá 130.000 một chậu ạ rồi tiếp theo đây anh chị này đi qua luống này cho em là cái cây uh, NB Ruby nha anh chị nhá NB Ruby này thân nó chỉ chừng như thế này thôi nó không cao lắm đâu anh chị nhá và thằng này thì thân nó cũng rất là mập ban đấy này em chia là con Ruby nó khác nhá đấy hai cái khuôn hoa nó khác hẳn nhau đây chị này đấy cây nó mập nó như thế này nhiều cây đang ra lưỡi mèo lắm anh chị Đấy, em chia hàng lá nha chị nhá Hàng lá như thế này Cây này cũng gọi là một trong những cái dòng khá là xưa rồi Khá là xưa nha chị nhá Đây, Em sẽ nhặt những cái cây trội trội đẹp đẹp này Đấy, dễ xanh này, rất là khỏe luôn đấy chị nhá Đấy, một chậu như thế này Em cũng chia này, mã này là mã B53 nha chị nhá Chia cho anh chị với giá cũng 130.000 Đây này, đấy Đây, đó nha anh chị ơi đấy, cây này. Nói chung là em nuôi ở vườn ấy, cây nó rất là khỏe mạnh luôn anh chị. Đấy. Đây, cây đang lên lưỡi mèo này anh chị này Nó chỉ lùn như thế này thôi nha anh chị Đó, nhiều anh chị bảo là cái cây sao nó nhỏ vậy Không nhỏ, cái cây này không hề nhỏ Nó rất là lùn, nó rất là mập Cây nó rất là trường anh chị Đấy, anh chị thấy không, rất trường cây Đó, nha, cây khỏe lắm Nói chung là ăn nắng, ăn mưa Ở trên có mỗi một lớp lưới đây anh chị này Đấy cho cây càng có nhiều nắng anh chị nhá Nó ít khi nó bị bệnh lắm anh chị Đấy, cây càng ăn nắng thì hoa nó càng dễ ra bông nhá anh chị nhá Đấy, thạc sinagon hôm nay này nay nó đang khoe sắc ngày mưa mà em đang quay đây nó là ban chiều tối đấy anh chị lưỡi nó hơi đỏ nhá ngày mai nó để nó nở căng em sẽ soi cho chị mình cùng tham khảo nhá đấy thạc sinagon bản thân cái cây này thì nó rất là lùn anh chị ơi nó rất là lùn và nó siêu siêu dễ bông cho em nhá đây phải nhấn mạnh nó siêu dễ bông đấy thằng này đấy đây đây lưỡi mèo này đây mèo này anh chị này nhiều cây ra mèo nói chung là cây này thì nó rất là dễ đậu bông đấy một chậu em chia như thế này đấy hoa thơm lắm một chậu em chia như thế này anh chị nhé em sẽ nhặt những những cái cây gọi là tương đối to cho anh chị thân nó lùn chỉ găng tay thôi nhưng mà hoa nhá hoa siêu bự và lá của thằng này nó cũng rất là to đấy, lá nó rất là dày cánh hoa dày lắm anh chị nhá đấy lên cho em thạc sinago này anh chị nhé em chia cho anh chị với giá cũng chỉ có 130 trăm ba thôi đấy rất là dễ bông này lá này lá thằng này xanh lắm nhìn cái cây này hao hao như cái cây vàng hát dai ấy, nhưng không phải đâu nha anh chị cái cây này lá nó to hơn vàng hát dai đấy nha cái luống này toàn thạc sinago đây này đấy mèo mèo nụ có cây này đã tàn bông rồi cái này nó không có nhiều thân lắm đâu anh chị rồi qua tiếp đây cho em này cái uh, luống này là cuốn cây hắc tùng anh chị nhá hắc tùng cây này là cây hắc tùng sổ 5% anh chị ạ à, cái cây này thì uh, đây nhiều cây đang lên nữa mèo đấy, anh chị nhá cái hắc tùng này thì thân nó cao anh chị ạ thân nó cao đó thân nó cao và lá nó nhọn nhé anh chị nhá đây mầm này Đấy, một chậu như thế này em chia cho anh chị một cũng với giá là 130 000 Mã này là mã L3 nha anh chị nhá. Mã L3. Đây anh chị này. Một trong những cái mặt bông hoa cũng không nên bỏ qua nữa. Cái cây này thì hoa nó rất là tròn nó rất là đẹp. Cây này gọi là cây na con No2 anh chị nhá. Na con Chelsea Delina No2 đây. Thân chậu như thế này. Đấy, nhiều cây cũng lên nữa mèo Nói chung là cây em chia là cây trưởng thành anh chị nhá. Mình về mình cắt hết rễ đi mình sang chậu. Khi nào mà mình ổn định chậu ấy, dễ ổn định, thân lá khỏe thì bắt đầu mình mới chơi hoa anh chị nhá. Đấy. Đây lấy vài mình sang chậu cho em này. Lên một cái chậu to cho em nhé. Đấy cây này. Đấy, một chậu cây như thế này. Anh chị lên cho em mã L74. Đấy, chia cho anh chị với giá cũng 130 000 luôn. Đó, thân lá khỏe, dễ khỏe đi thì cái hoa nó đậu nó mới đạt, nó mới đẹp được anh chị. Đấy nhá. Đó, rồi tiếp theo này, qua cho em một cái mặt bông hoa nữa và thân lá rất là đẹp nha anh chị nhá. Cây này gọi là cây Anjeuno 2 đấy anh chị. Đấy mọi lần em vẫn hay chia cho anh chị nhá, cây này. Đấy, cây nó trường cây anh chị nhìn cái 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 thân của nó nhìn nó đã phê rồi anh chị cái luống cây rất là đẹp như thế này nha anh chị nhá đây một chậu như thế này em chia cho anh chị với giá là 130 trăm ba nghìn một chậu luôn anh chị nhá cây nó sơn sấn như nhau lá đẹp không anh chị này thân lá rất là đẹp luôn cái thằng này đấy dễ bông lắm nha anh chị ơi đấy chốt cho em dòng này là mã l 69 mươi anh chị nhá cái dòng này thì cái đây em có rất là nhiều giống để chia nha anh chị nhá đấy đẹp từ thân lá đến hoa luôn hoa nó to bự chả bá phải ví cái dòng này á hoa nó to như cái bát tô thì mới đúng hoa thơm lắm nha anh chị nhá đấy đưa đi, đi vào mãi bên trong đó. anh chị thấy không Đó nha 130 000 mã l 69 em có kèm hoa ở bên chám hình anh chị nhá anh chị mình cùng theo dõi á rồi tiếp đến đây anh chị này một trong những cái mặt bông hoa không thể bỏ qua nữa đó là cây cây bướm hồng nha anh chị nhá để có cái bông hồng bướm anh chị nhá nó bắt đầu nó nở những cái màu của nó lên nó chưa có đậm nhưng mà nó lại thơm quá anh chị ạ Hoa siêu bự cho em luôn anh chị nhá. Đây em soi vào buổi sáng sớm này anh chị này. Hoa thơm, thơm lắm luôn anh chị nhá. Cánh hoa này, cánh hoa rất là dài anh chị nhá. Đây. Đấy, soi như này gần này cho anh chị nhà mình cùng ngắm này. Đấy, bông hoa to không anh chị này. Đây, anh chị có thể hình dung nhá, em để cái bút này. Em để cái bút này. Cái bút này còn chưa khắp hết cả cái cái đầu cánh cơ. Nghĩa là cái bông này nó rất là to nha anh chị nhá. To. Hoa thơm, bền bông, siêng bông luôn anh chị nhá. Cái hồng bướm này. Đấy, mời anh chị nhà mình cùng ngắm Cái này này, cái họng của nó chưa có căng hết ra nhá anh chị nhá Đấy, Cái họng nó mở hết ra này anh chị này Cái lưỡi nó rất chi là đậm Đấy, đây gọi là bông hồng bướm anh chị nhá đây cái cây nó siêu to như thế này anh chị này Cây này á, lần này em chia đó là cái cây tách chiết nha anh chị nha Cái cây này em cấy tại vườn đấy rất là đẹp này anh chị này Đấy cây rất là cao như thế này Anh chị lên mã bướm hồng mã L34 đấy Trước thường thường em vẫn hay chia cho chị là 200 nghìn một chậu Đấy 180, 200 thì hôm nay em cũng sẽ quyết định Chia sẻ cái mã này nhá Lên cho em là 180 nghìn một chậu anh chị này Đấy lâu nay anh chị hỏi em rất là nhiều mã này nhá Hôm nay em cũng sẽ chia cho anh chị này Đấy cây rất là đẹp nha Cây trường cây như thế này Đấy bướm hồng này Ôi, mã này siêu phẩm luôn đấy chị Đó, anh chị cứ đi tham khảo xem Rất là ít shop có những cái cây này nhá Thì em vẫn nói với anh chị là à, Mã này á, là em đặt từ 2021 Thì 2023 nó mới cập bến về vườn nhà em anh chị nhá Cây nó rất là cao, trường cây Đây, cây xài cây tách chiếc khỏe chưa anh chị này Đấy, cây rất là đẹp nhá Đó, lên cho em là mã L34 nhá chị nhá Đấy có rất là nhiều anh chị hỏi em đấy thì hôm nay em sẽ lại mang ra em chia cho anh chị mình nhá đó l 34 hoa rất là đẹp và rất là thơm hoa thì bự chả má 18 20 sen đấy anh chị thơm đậm cho em nhá các la mốt combi nhà anh chị đây, cái cây này rất là dễ trồng dễ chăm đó nhá anh chị nhá đây cái cây như thế này là sẵn sàng cho ra bông rồi đấy anh chị đây một chậu như thế này Em chia cho anh chị này Mã này là mã B38 nhá Chia cho anh chị với giá chỉ có 120 nghìn một chậu thôi Như này là sẵn sàng cho ra bông nha anh chị nhá Đây cái giá thể có gì đâu Về mình đặt cả cái chậu này nhá Đặt cả cái chậu này vào trong một cái chậu to cho em Đấy bỏ thêm vỏ thông Đấy cây này dễ này Dễ xanh mướt luôn cho em anh chị nhá Cây này nó khỏe lắm anh chị Cực kỳ là khỏe luôn Đây mình có thể thấy này Đó Đấy nhá em có rất là nhiều giống để chia cho mình nhá Đấy cắt là già một combi Ôi ơi, cây này à, Mấy nay Bắc Giang nhé mưa ấy Cây nó như được hồi sinh luôn ấy Ui, cái bộ rễ này anh chị thấy không đấy, Cây khá là đẹp nha anh chị nhá Khá là đẹp ơi kìa, kìa kìa anh chị thấy không nó đang nở hoa rồi, Đấy rất là nhiều nụ luôn ấy Cây này nó dễ tính lắm Nở quanh năm luôn anh chị này Đấy, Hoa này Hoa này Đấy rất là xinh đẹp nhá Và ở bên trên này, anh chị thấy không ơi bên trên này. Đấy, đầu nó ở bên trên cũng rất là nhiều cây đang có hoa đấy, nhiều cây đang có nụ ấy. Đấy. À. Đây, cây thì nở hoa, cây thì tàn bông đấy anh chị này Cây tàn bông này. Đó nhá, anh chị nào mà muốn sưu tầm cái dòng này thì anh chị lên cho em mã B38 nhá Đấy, em sẽ chọn những cái cây cao cao to to cho mình này Cây nào già năm đủ tuổi cho ra hoa rồi Nhiều cây thì đã tàn bông rồi anh chị ạ Đấy, đây này, cái cuống hoa đây này Đấy Cây này nó dễ tính lắm anh chị nhá Cây càng càng có nhiều nắng và càng thưa thân thì càng dễ bông Đặc tính của cái dòng này là như vậy nha anh chị nhá đi xuống dưới đây em sẽ chia thêm cho anh chị nhà mình một cái dòng vàng cái cây này thì siêu đẹp rồi anh chị ạ siêu đẹp em phải nhấn mạnh như vậy hoa nó rất là thơm anh chị nhá đây cây nhiều cây đang ra lá mèo và nhiều cây cũng có nụ đấy anh chị đây đấy nụ này đó cây này dễ bông lắm nhá mà một chậu to lắm à, nôm na là em chia hàng lá nhá đấy đây anh chị này lên cho em mã này nhá Là mã B68 này Chia cho anh chị với giá là 130.000 Trời ơi chậu như cái đụm dơm luôn Thằng này thì hoa thơm đậm cho em nhá Đấy chậu rất là nhiều thân Đáng để sưu tầm cái dòng vàng này Tên khoa học là hát sai với thi anh chị nhá Đấy cây này Đấy không phải là chậu nào to mà em nhấc lên đâu Chậu nào nó cũng to to sân sấn em Bên trong này anh chị này Bên trong này Đấy to chưa Chậu như cái đụm dơm luôn Đó rất là đẹp luôn anh chị này Đấy Cây này nó già năm lắm rồi nha anh chị nhá Đấy, hát ra lai like thi em xuất luống này quá mỹ mãn luôn anh chị ạ Đấy anh chị sẽ có thể thấy cây không Xanh mướt luôn rất là đẹp luôn Rất là khỏe Đó